Hello các bạn, hôm nay Ship sẽ làm vlog về một ngày của Ship. Đây là lần đầu tiên Ship làm một vlog trọn vẹn về một ngày của Ship như thế nào các bạn. Không biết là có ổn không nữa. Bây giờ là 7:40. Hai con cún của Ship nó đòi lên giường ngủ chung với Ship nè các bạn. Sáng nào cũng phải cho nó ngủ chung. Đây là con nâu. Còn đây là con su. Nhìn nó ấm không? Quá là ấm luôn á. Mở rèm ra thử nha các bạn. Wow, Ship đang ở chung cư các bạn. Nói thiệt là bây giờ Ship còn buồn ngủ luôn á. Nhưng mà chúng ta phải dậy sớm để thành công. Su dậy. Su dậy, Su còn ngủ nướng nữa. Nâu dậy rồi nè. Đến răng nè. Đi ngắm cảnh một tí nha các bạn. Ra phòng khách với lại bếp nè các bạn. Con nâu nó đang chơi con cá của nó. Chung cư này Ship thuê các bạn, chứ chưa có tiền mua, còn nghèo lắm các bạn ơi. Bây giờ mình ra ban công nha các bạn. Đó, dàn cây mà Ship với lại Wood trồng. Đây là sen đá nè, đây là cái gì không biết nữa. Đây là cây phát tài. Đây là 6 cây dâu các bạn, quýt trồng dâu để ăn. Sen đá luôn, mấy cây dâu. Cây hoa, hoa lại. Rau, cái gì? Ngò, bạc hà thì phải. Một cây rau nào đó. Sen đá, lưỡi hổ. Đây là cái khay... đi vệ sinh của bạn nâu và bạn su. Nâu, công trình các bạn, công trình trong khu Vinh Home. Tuy là công trình nhưng cũng không ồn lắm các bạn, đóng cửa lại là bớt ồn liền. Ship đóng cửa lại cái đã. Tủ lạnh có in hình Ship với Wood với lại mấy con cuốn nè. Đây là nhà vệ sinh thứ hai, có hai nhà vệ sinh các bạn. Đây là phòng quay video của Ship. Hơi không có trang trí gì nhiều các bạn. Có một cái ghế lười. Hai cái đèn to, rất to luôn các bạn. Micro, bàn phím, máy tính. Hai cái đèn siêu to khổng lồ. Một số thứ để Ship trang trí. Bách rau đằng sau, con mèo này nó hết quẩy rồi. Đem ra nắng nó mới quẩy các bạn. Cây, Ship thích để cây trên trên mấy cái chỗ trang trí các bạn. Không biết là cây gì nhưng mà nó rất là dễ thương. Bách rau của Ship. Thường thì Ship sẽ quay video vào tầm buổi trưa các bạn. Buổi tối Ship ít khi quay lắm. Quay buổi trưa, ăn sáng về là làm. Bây giờ đợi Good chuẩn bị rồi chúng ta đi ăn sáng các bạn. Chuẩn bị xong chưa? Ăn một cơm chống nắng. Trời ơi, làm gì làm chứ không thể nào mà không bôi kem chống nắng được. Ship xong nãy giờ đó. Chờ Ship đi. Quýt đang dưỡng da các bạn. Bạn cùng phòng của Ship á. Hello. Tuy là quay video làm YouTube cho các bạn xem, nhưng Ship chưa bao giờ làm vlog hết các bạn. Bởi vậy nhiều khi ra đường Ship cũng hơi ngại các bạn, ngại cầm máy quay theo rồi quay này quay nọ, quay ăn uống đồ đó. Ra ngoài Ship hơi kiệm lời, không có nói gì nhiều, mong các bạn thông cảm nha. Mặc áo khoác vào đi thôi Quýt ơi.
quá là nắng luôn. Đây một thứ rất là quan trọng đối với những người sa mạc như Sip và Good. Đem bình heo để mua nước các bạn uống cả ngày luôn. Let's go. Đi thôi các bạn. À, Sip chạy xe máy nha. Ở đây có nhiều chỗ ăn sáng lắm. Hai tô bún bò. Hai bún bò. Với một chén trứng. Hai bún bò, một chén trứng. Mình ăn bún bò các bạn. Một chén trứng. Một tô bún bò siêu ngon. Mút bằng. Bỏ giá vô ăn cho nó ngon. Được giao cục hội viên các bạn. Kêu nước cam cũng được. Chị cho em đi nước cam anh chị. Nước cam. Dạ. Cho ship mấy phần giấy. Cảm ơn quý. Chip vừa xử xong một cái trứng và một tô bún bò. Quýt còn đang ăn. Quýt niềng răng nên ăn rất là khó các bạn. Quá là ngon luôn. Nâu quá. Mấy giờ ta? Ăn xong thì 8 giờ 36 phút rồi. Đã tới chỗ bán dừa rồi. Yeah. Wow, trời nắng quá các bạn. Lúc nãy ăn bún bò hết tầm 76.000 là có một cái trứng của ship luôn. Với lại nước cam là 15.000 các bạn. Tổng bao nhiêu nhỉ? 15 với 76 là 91.000 cho buổi sáng hai đứa. Bây giờ thì đi về thôi các bạn. Xong rồi. Oh no. Ok. Hết bao nhiêu good? 50. 50.000 mấy trái. 50.000 cho 5 quả đầy cái bình 6 lít, ô 8 lít này. Ô lộn, chưa đầy, tầm 2/3. Ok, về thôi. Mỗi ngày 2 lít nước, nhưng mà 1 lít 75 là nước dừa. Tầm được nửa thùng. Chắc uống 1 ngày được rồi. Lấy đá bỏ vô cái đã. Mấy cái ly đá này Ship mua để bỏ nước đá các bạn cho nó to.
Ok, được rồi nè. Well. Có cái ly không? Mình uống nước coi. Nè, ship sẽ dặn ra đây nè các bạn. Đó. Uống nước dừa. Uống không? Quýt uống đi. Rất mát luôn á. 10:07 và Nau với Su chưa được ăn nên rất là buồn. Bây giờ mình cho Nau với Su ăn nha Quýt. Ok. Đi thôi. Nau bắt tay. À, Nau bắt tay. Nau hai file mẹ. Nau hai file. Chụp hình. Nau ăn trước. Là chị Su qua đây. Chị Su ngồi xuống. Chị Su ngồi xuống hả cho. Rồi. Đó. Bye mẹ. Bye. Chị Su chụp hình. Dữ. Rồi. Mời Su ăn đi. Rồi. Sau một hồi thì hai cái dĩa đồ ăn đã vơi đi rất nhiều. Sự bào của Su với Nau quá là khủng khiếp. Tú này ăn nhanh hơn Nau luôn, dữ thì đói bụng mà, tội nghiệp. Ăn hết đi. Theo lời Good thì hôm nay tụi mình có 3 món các bạn. Món đầu tiên là gì? Cải chua xào thịt bò đúng không? Món thứ hai là món gì vậy Good? Canh bầu nấu tôm. Canh bầu nấu với tôm. Thứ ba là đậu khuôn với lại trứng. Món thứ ba là đậu khuôn nấu với lại trứng. Wow, 3 món hả? Trong khi Good nấu thì Ship sẽ vào phòng cho các bạn xem chi tiết hơn. Ngoài đây là phòng phơi đồ với giặt đồ các bạn. Phòng phơi đồ giặt đồ. Đó, nó sáng. Ủa. À, cái đây chưa cắm. Cái đây chưa cắm điện. Một cây thôi cũng được. Cái ghế lười của Wood. Đây Ship nằm lên. Ây à. Đó. Phải cột cái này lại chứ không nữa. Rớt các bạn. Đó. Nằm lắc lắc vậy nè. Ok. Bạn làm việc nhỏ nhỏ của Good. Mấy cái đồ màu hồng các bạn. Đây. Bạn làm việc của Ship. Chuột. Laptop. Micro. Màn hình máy tính. Sao kẹt. Bàn phím. Một cái máy ảnh Canon các bạn. Một cái ống len của nó nữa. Ống len này để chụp hình. Mấy cái cục pin. Đó, Ship làm việc gì đó. Dạo này các bạn thấy Ship ít làm video á. Tầm 1-2 tuần thì Ship mới có một video các bạn. Tại vì Ship đang bị burn out á. Nên nhân dịp một ngày không biết làm gì nữa thì Ship quay vlog các bạn. Còn bây giờ chắc là chúng ta ra xem Root nấu tới đâu rồi các bạn. Good ơi, Good nấu tới đâu rồi? Còn nấu canh nữa. Còn nấu canh nữa hả? Wow. Bò xào cải chua rất ngon. Đây. Trứng rán với lại gì? Đậu hũ. Đậu hũ và thịt băm. Wow. Nên Ship mập là các bạn biết nguyên nhân ở đâu rồi đúng không? Bắt gặp con Nau nó đang làm gì đó không biết nữa, mặt nó rất lắm lét. Ship bắt kịp nước nồi cơm được không? Nồi cơm hả? Ừ. Ok. Trời ơi, Ship nấu cơm hơi bị đỉnh. Ủa, cơm này còn hôm qua thì sao Good? Chắc hiu rồi, nghe mùi hơi hôi. Mấy cái bao đi bỏ vô. Ok, mấy cái chén này tí Ship rửa các bạn. Good làm xong là Ship rửa. Để đây đi. Rửa gạo vô. Ây à, hơi nhiều đúng không ta? Xong. Ngon. Lau thôi.
nồi cơm của mẹ ship cho nè. Chui xuống đây cắm cái ổ điện. Ôi, cứng. Ây da. Nấu cơm là phải nhớ bấm nút nha. Hoàn thành xong mấy món ăn rồi, bây giờ là đợi đói bụng ăn thôi. Chứ chưa đói bụng, mới ăn xong một cái tô bún bò. Còn ship thì ăn thêm một cái chén trứng nữa. Siêu no luôn các bạn. Uống miếng nước dừa. Cứ uống nước dừa ship múc ra. Múc không? Ngọt không? Ngọt hả? Bây giờ thì tới ship uống. Đã hát. 2 giờ 22 phút, ship mới ăn trưa nè. Giờ mới đói đó. Bới cơm thôi. Cơm ship nấu nãy giờ chưa xới nữa. Lấy cái muỗng xới cơm. Chết rồi, cơm khô queo rồi, sao giờ? Giống như bị cháy quá. Ship đổ ít nước quá. Giao cho ship mỗi nồi cơm ha. Mời các bạn nha. Ship và Good ăn đây. Mời xơi. Mời xơi, mời xơi. Wow, ngon quá, món nào cũng ngon hết trơn. Tính là hai món chua, hai món không chua. Món này chua, món này không chua. Hai món chua, hai món không chua các bạn. Trứng nè. Khô với lại lá chua là mẹ ship đem từ dưới quê lên các bạn. Mẹ ship được cho khô. Lá chua là hái ở dưới sau nhà. Khô là cá khô các bạn. Cá chua ngon không? Good. Ngon. Ngon không? Thì Good ăn cá chua mà. Ý là Good mua trong siêu thị ngon không? Nó làm sẵn mà. Đúng không? Đói quá trời đói luôn. Mà ăn một chén thấy no. Ăn một miếng canh canh bầu nấu tôm. Canh bầu nấu tôm của Good. Dọn dẹp thôi. Nào dọn đây. Rửa chén thôi các bạn, xong rồi. Tắt cái bếp để đi cho an toàn. Mấy cái này. Đổ canh vô lại. Ok, đổ canh vô lại chị quán. Quá trời luôn á, hai đứa mà ăn. Xỉn nỉn luôn. Trứng với lại cái này có bỏ vô chảo không quý? Không, trứng để không à? Để chiều để rút nó lại bằng người chân vậy. Hai cái này luôn hả? Không, cái chảo lớn để lại để bỏ chiều xào lại. Ăn xong thì phải lao động. Ship rửa xong rồi nè. Nhưng mà Good úp chén các bạn. Rửa xong nó mới úp lại cho nó gọn. Good úp giùm ship đi. Ship cảm ơn. Say ai với ship? Không biết trời có mưa không các bạn. Dạo này chiều hay mưa lắm. Mà chắc không mưa đâu. Ship đang chơi game các bạn. Với lại edit video. Edit trước mấy cái video sáng giờ quay nè. Rồi đến tối lại quay. Chắc là ngày mai sẽ có video lần đầu làm vlog, không biết có ai xem các bạn. Thôi kệ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Ship đang quay video thì thấy cảnh này. Wood đang ngủ với Nâu và Su. Tụi nó rất là chill luôn á. 5 giờ 21 phút các bạn là chill rồi đó. Thì hôm nay là thứ 6 nên Ship có hẹn với em của Ship đi chơi đường sách ở thành phố Thủ Đức. Dẫn theo con Nâu và con Su nữa. Rất là nặng luôn á. Mà phải vét nó theo. Ship mới vừa tắm xong rất là mát mẻ luôn. Thì thường ngày vào buổi chiều Ship sẽ dẫn Su với Nâu đi ra công viên dạo chơi cũng như là bón phân cho cây các bạn. Nâu với Su mới được thoa một ít nước hoa. Và Nâu làm cái gì không biết nữa. Làm cái gì mà khó coi quá vậy.
nước hoa của chó nha, không phải nước hoa của người đâu các bạn. Cho nó vô chuồng đi. Ok. Đi chơi thôi. Chung cư bảo là phải bỏ mấy con pet vô chuồng vận chuyển thì mới được. Dắt hai con giặc đi thôi các bạn. Khẩu trang này good. Đeo khẩu trang vào. Đường chiều rất là bụi luôn á. Bây giờ là quay đầu lại. Bên này là đánh một cái cỏ luôn. Ok, bóng ngay đây nha. Ủa có mưa mà sao tối hôi thấy ghê vậy? Ừ. Đó, Su làm chuyện đại sự. Ew. Su đã bón cây xong, bây giờ Su chuẩn bị đi chơi. À Su vô con. À Su. Ship mới về tới chỗ để ăn vặt các bạn. Em của ship nè. Good nha. Ơi mà áo trắng hết luôn ta. Đây là trà sữa của ship với lại trà chanh 2 ly. À. Ở xin bụi, xin bụi tắt. Nâu đây, nâu đây. Uống cũng được. Chơi vậy xài chắc đu luôn. Quay nâu nè, nâu là nó lớn à. Nâu mới ra. Ship đang đi về chung cư của ship các bạn. Cũng... cái này là cái mon thấp mở nè. À. Ok, vô tầng hầm rồi nè các bạn. Đây ạ. Ngâu ồn ào quá nha. Wow. Bấm thang máy. Tí ship sẽ lên sử bọc chôm chôm này các bạn. Tuy khá là no rồi nhưng vẫn thấy nó ngon. Tới nhà rồi. Quá là mệt luôn á. Thả giặt ra nè. Giặt rất là muốn ra. Giặt Su nè. Mới đi chơi về quá là vui luôn đúng không? Wow, tụi nó cũng đói bụng rồi đó các bạn. Về đến nhà là cũng gần 9 giờ, 9 giờ kém 15 các bạn, 20 giờ 45 phút. Tuy là không ăn nổi cơm nhưng Ship và Ruth vẫn có thể ăn nổi trái cây chôm chôm nè. Còn Ruth là mặn hậu. Mặn hậu hả? Gọi là mặn, chỗ gọi là mặn hậu, chỗ gọi là mặn bắc. À, chua không? Không, ngọt. Thôi không thử đâu. Có thiệt quá trái. À, mút băng hơi nào. Ship rất thích ăn chôm chôm Thái. Ừ.
Tại sao ở cái chiến trường có thấy anh Su với nâu không? Múc băng này bất ổn quá. Không nghe tiếng múc băng mà nghe tiếng hai con chó nó cặp nhau không à? Còn hai cục cuối cùng nè. Hai cái cuối cùng chứ. Su nâu mỗi đứa mua trái hả? Ừ. Nằm mơ đi. Chui nâu cho mỗi đứa một trái đi. Mà trắng miệng đi mà. Không, luôn. Thở nâu thèm dữ lắm luôn á. Ngáo. Nâu với Su vừa mới được ăn. Cho nhau một miếng. No no. Dẫn cho Hùng vô. Rồi lê lưỡi thở. No. Đang mùa. Siêu ngọt luôn. Cũng tối rồi, hình như hơn 10 giờ rồi đó. Ship với Wood đánh răng rồi đi ngủ thôi. Wood phải dùng thêm tăm nước tại vì Wood nghiền ra. Su với Nâu mới thay đồ xong, đồ ấm. Bây giờ sẽ đi ngủ nha. Vô, Su vô chuồng. Su vô chuồng đi. Giỏi. Giỏi. Bây giờ là 23:03. Vậy là ship vừa trải qua một ngày cũng không có gì quá là mệt mỏi. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship.